Xin chào, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của DNL. Tôi vẫn là triển lãm các cái phụ kiện về đồ chơi ô tô. Thì một cái mẫu nắp thùng nhôm cao như thế này rất là mới được nhà Catech sản xuất. Cái mẫu này là mẫu Smart Cap S1. Thì nay Lợi sẽ review luôn cho mọi người coi chi tiết về cái mẫu nắp thùng cao Smart Cap S1 này mọi người nha. Cái mẫu này thì nó được làm hoàn toàn bằng nhôm. Cái mẫu này nó làm bằng nhôm thì khi mà vận chuyển ấy, thực sự là nó sẽ không phải là một cái thùng cao và to như thế này đâu mọi người ha. Nó sẽ được chia ra, mẫu này là 5 module mọi người nhé. Sau khi mà chúng ta nhận hàng thì chúng ta sẽ ráp lại và nó sẽ thành một cái nắp thùng cao nhôm như thế này ha. Thì ở phía bên ngoài thì mọi người có thể nhìn thấy một cái thiết kế ở đây này. Bo góc rất là ổn và giật rất là ổn ha. Các cái mối hàn thì chúng ta thấy là nó rất là liền lạc. Và cái Smart Cap này là theo Lợi thấy là một cái thiết kế rất là đẹp luôn. Nó rất là đẹp ha, rất là đẹp. Nó còn có cái phần bo ngoài này. Đó, về nhìn dáng vẻ bên ngoài với lại cả hai cái khóa ở hai bên này nhìn nó rất là thời thượng nhé. Đó, tất nhiên là những cái mẫu này thì Lợi thấy ở các cái mẫu nắp thùng ở bên nước ngoài thì họ sử dụng khá là lâu rồi. Tuy nhiên là ở Việt Nam hiện tại cái nắp thùng nhôm thì chưa có cái bên nào mà sử dụng cái khóa như thế này. Nó rất là đẹp luôn ha. Đó, nó là một cái lựa chọn mà cho chúng ta có thể là suy nghĩ. Đó, ở về phía bên trong này thì về cái độ hoàn thiện rất là tốt ha. Các cái mối hàn này thì được nhà sản xuất họ nói là được hàn bằng cái hàn nhôm laser đó mọi người nha. Các cái mối hàn rất là mịn và đẹp. Đó, các cái phần ron ở đây thì rất là ổn ha. Phần ron rất là ổn, dày, đẹp. Đó, khi mà chúng ta đóng xuống này thì gần tới cuối này thì đã thấy là cái hành trình ti của nó gần như là hết rồi. Và khi mà đóng lại thì nó rất là nhẹ luôn. Và chúng ta đóng hai cái này lại là xong ha. Đó, tất nhiên là chúng ta sẽ có chìa khóa cơ ở đây ha. Đó, khi muốn mở chúng ta mở ra. Ở phía đằng sau thì chúng ta thấy là một cái đèn thắng nha mọi người ha, bằng bóng led. Ở phía bên trên này thì các cái mẫu nắp thùng nhôm hiện tại nó rất phù hợp cho cái việc mà chúng ta đi camping. Ví dụ như là chúng ta có thể là đặt những cái lều nóc lên trên này hoặc là các cái phụ kiện khác để camping lên trên, ví dụ như là bình nước, các cái thùng đồ nghề mọi người ha. Đó thì nó đã có hai cái thanh này và gần đây là những cái thanh ray tiêu chuẩn mọi người nha. Các cái phụ kiện của chúng ta khi mà chúng ta đưa lên đây để mà ráp vô thì chúng ta chỉ việc tháo cái cục nhựa ra nhé, đưa cái chân con ốc vô và bắt các cái phụ kiện nó lại rất là phù hợp luôn mọi người ha. Đó, cái này thì hiện tại đều được thiết kế theo cái tiêu chuẩn quốc tế. Ví dụ chúng ta sử dụng những các cái thanh ngang từ nhập từ nước ngoài về, từ Úc hay là từ Thái Lan về, chúng ta đều có thể đáp trên này, nhất là những cái bộ phận lều hay là các cái bà gà mọi người ha. Mọi người có thể thấy phía bên trên này là có một cái thanh giống như một cái nắp đậy ở phía bên trên đó mọi người ha. Đó, cái này nó cũng hoàn toàn bằng nhôm luôn, nhưng mà thực tế là chúng ta không thấy một cái thiết kế nào hiện tại cho cái nắp thùng cao mà có cái vị trí này. Đây là một cái phụ kiện rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó là một cái thiết kế rất là thông minh mọi người ha. Cái này để làm gì? Cái này để hút gió từ phía bên ngoài và để cho bên trong nó thông thoáng mọi người nha. Đối với cái nắp thùng nhôm thì đó, giờ chúng ta sẽ suy nghĩ là nó sẽ rất là nóng ở phía bên trong, và chắc chắn là như vậy, không thể khác được. Bởi vì cái nắp thùng này nó chỉ có một lớp kim loại thôi, và bên trong nó là các cái khung da cường, chứ nó không có cái phần chống nóng mọi người ha. Đó, nó sẽ khác với cả các cái mẫu nắp thùng composite. Tuy nhiên là nhà Catech thì họ đã có một cái thiết kế rất là hay ở đây. Cái thiết kế về thông gió thì để cho cái gió ở bên trong nó có thể luân chuyển được một cách tốt hơn, và nó sẽ hạ nhiệt ở bên trong của cái thùng cao bằng nhôm như thế này mọi người ha. Đó thì là một cái thiết kế mà khác biệt so với cả các cái dòng khác ở trên thị trường mọi người ha. Chúng ta đi vào bên trong ha. Về phía bên trong thì tất nhiên là nó là các cái loại khung, các cái khung đỡ da cường để chúng ta có được một cái phần mà chịu lực tốt nhất. Đó, mẫu này thì sẽ được mở ba cánh mọi người nhé. Mẫu này sẽ được mở ba cánh và nó có hai lựa chọn. Một là cái cánh ở phía bên cạnh này, chúng ta nhìn thấy ở đây là cái cánh này là bằng nhôm hoàn toàn đó mọi người nhé. Đó, cái lựa chọn thứ hai chúng ta có thể lựa chọn ở đây là sẽ là kính cường lực, và bên trong sẽ có những cái tấm lưới thép để mà bảo vệ cái tấm kính cường lực như thế này mọi người ha. Đó, thì đây là toàn bộ cái phần mà review về cái nắp thùng cao Smart Cap của Catech vừa mới ra mắt. Thì rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video, và mọi người có bất kỳ câu hỏi gì xin vui lòng cứ đặt câu hỏi phía dưới phần bình luận, Lợi và team DNL tôi sẽ trả lời cho mọi người. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.